too shallow. I thought you were recording yourself on my shirt. No! Why do you think it's this way? Tình hình bây giờ là Tammy và em gái của Tammy á là đang dọn dẹp phòng. Bạn có thấy không? Bây giờ đó là coi như lúc đầu á là cái phòng nó không có bị dơ đâu, mà tại vì hai chị em ngồi buồn chán quá đó, hèn chi coi như là phá dỡ cái phòng rồi xong rồi tình hình là đồ đạc đang tùm lum. Thì em gái của Tammy thì nguyên một ngày nay nó có lấy cái máy hút bụi á. Nó có cái máy hút bụi thì nó hít. À không phải hít, hút vòng tùm lum hết trơn á. Đó. Thì tình hình bây giờ là vậy nè. Nào tôi xoay đi. Thì đó, yeah. Đó cookie rồi. Yeah, đáng lẽ thì cái phòng nó không có dơ đâu, mà tại hai chị em chán quá đó nên hồi cái phòng trở thành như vậy. Thì ủa sao nào hai cái áo giống nhau vậy, that's the same color, cool. Nói chung thấy ở ngoài bữa nay là ngoài rất là đẹp, trời đẹp rất là đẹp luôn, nhưng mà nói chung là nguyên một ngày nay là ở trong nhà để mà dọn dẹp cái phòng coi nè. Lúc nào là không phải như vậy đâu, mà hồi ngồi chán quá đó. Nói chung là mưa hết, dọn hết đồ ra ngoài rồi xong rồi giờ dọn ra cho đã, xong bây giờ làm biến dọn vô. Còn em gái thì mày sẽ coi em gái thì mày đã làm gì nè nha. Nó mua cái kẹt giường, nó mua cái kẹt giường ra. Ây da, cái đèn, ây da, nó mua cái kẹt giường nha. Rồi nó hút bụi xong rồi nó xịt nước là lao, xong rồi nó đẩy qua bên kia. Mình cáo bữa đi. What'd you say? At least I'm cleaning! Cái hộp này hộp gì vậy? Nhiều đồ thế. Nói chung mà hey, do not jump around. Okay. Xin tự giới thiệu với các bạn, đây là những cái poster Justin Bieber của em gái Tammy. Yeah. Rồi có One Direction nữa nhiều lắm, nhưng mà sau khi dọn phòng rồi theo mình với Michelle sẽ dán hình One Direction lên. Okay. Nguy hiểm quá, phải dọn phòng. Không dọn phòng lần hồi đi vòng vòng chắc chặn chặn tùm lum quá. Các bạn nhớ nha, đừng có bao giờ để phòng của mình dơ, hay là đừng có buồn chán đến nỗi mà mình có phòng để mà mình phải dọn dẹp nha. Tại vì phá phòng xong bây giờ làm biến dọn lắm. Cái mì thì giờ I'm gonna do it. Shut up. How you doing now there, Michelle? Be quiet, clean your bed. Okay, tụi trình bây giờ là team em Michelle sẽ dọn tiếp. Hẹn các bạn vlog tới nha.